Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tắm một bình hoa cẩm chướng để bàn thờ. Thì ở đây nguyên liệu mình dùng là hoa cẩm chướng, lá phát tài, một cái bình cắm hoa cổ cao như thế này, mứt cắm hoa, kéo và dao. Thì đầu tiên mình sẽ cắt cái mứt này. Thì cái mứt cắm hoa này thì mình cũng đã qua sử dụng rồi nha. Thì mình sẽ cắt sao cho vừa cái cổ của cái bình. Các bạn cũng có thể cắm vào một cái dĩa. Trước khi cắm hoa thì các bạn nhớ là mình ngâm cái mút này trong nước cho nó thấm, để khi chúng ta cắm hoa thì cái mút của chúng ta nó được thấm nước và cắm nó được để lâu hơn. Sau khi chuẩn bị cái bình mút cắm hoa xong rồi, mình sẽ để một bên và tiếp theo mình sẽ chuẩn bị cái lá phát tài. Thì các bạn tỉa cái lá phát tài này nó hơi dài nha. Một cái lá này thì mình chỉ cắt bớt cái phần gốc là khoảng một gang thôi. Rồi chúng ta là tỉa từ cái gốc trước nha. Rồi các bạn cắt sao cho có cái độ nhọn như thế này nè, để chúng ta khi chúng ta gắm vào cái mút á, nó được chắc hơn. Mình sẽ gắm sâu nên để tỉa sâu nha. Rồi cái lá này nè, các bạn tỉa lại hơi nhỏ và cho cái đầu nó dài một tí. Ở đây thì tùy theo nha, ở nhà mình dùng cái lá phát tài nó không có sọc vàng, thì các bạn cũng có thể dùng cái lá sọc vàng thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi cứ lần lượt như vậy thì các bạn tỉa cho mình 17 cái lá phát tài dài nha các bạn, và một ít lá ngắn. Thì các bạn lá càng dài thì mình cắm nó kéo xuống. Sau khi tỉa xong thì các bạn nhớ là rửa lá nha, hoặc là rửa trước cũng được. Rồi cái phần này thì mình sẽ sau khi đã chuẩn bị những cái lá phát tài, cắt ra những lá như thế này, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục và tiến hành là cắm hoa. Thì đầu tiên mình sẽ cắm những cái hoa, những cái lá phát tài trước. Mình sẽ lựa một cái lá phát tài là dài nhất, mình sẽ cắm hướng về hơi bên phải một tí nha các bạn. Đây, cho nó hơi nghiêng về phía bên phải như vậy một tí ha, cho nó cao luôn. Các bạn cắm nó hơi nghiêng ra vậy nè. Đó. Rồi, tiếp theo á thì mình sẽ cho một cái phát tài vừa, có độ vừa hơn, thì cắm phía bên trái cho có một cái độ hở ra nha các bạn. Độ hở nhất định ra, thấp hơn cái lá đầu tiên một tí. Rồi, cái lá thứ 3 thì mình sẽ chọn cái lá, nói chung là mình lựa những cái lá mà nó hơi chênh lệch nhau một vừa phải thôi, đừng có cao quá. Cái lá này là mình sẽ cắm nghiêng về phía bên trái, có cái độ hở ra là khoảng gần một gang nha các bạn. Đây, đấy, gần một gang. Rồi cứ thế tiếp tục thì các bạn cắm những cái lá còn lại. Các bạn cắm làm sao cho nó đừng có cao quá, hơn với nhau quá. Thì mình sẽ cắm cái lá này cho nó nghiêng, nghiêng về phía này nó hơi lài, theo cái hình dạng như là chữ C các bạn là được.
Sau khi mà những cái lá đã cắm xong được như thế này rồi á, thì các bạn sẽ mình sẽ tiến hành cắm hoa. Thì các bạn nhớ chêm những cái lá nhỏ phía dưới này nè, là chủ yếu cho nó dày chỗ này. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình sẽ đè những cái phần lá này nè các bạn. Ví dụ như là mình bắt một cái cành nhỏ như thế này ha, một cái lá nhỏ mình chêm ở đây, thì nó sẽ đè lại những phần lá phía sau, nó sẽ được cong được như ý đó, thì nó sẽ đầy đủ cái bình và nó sẽ đẹp hơn. Rồi tiếp theo mình sẽ cắm hoa. Rồi, cắt những cái hoa đây, những hoa cẩm chướng nha các bạn. Ở đây thì đầu tiên á, mình sẽ dùng cái cành hoa cẩm chướng mình cắm trên đầu này trước. Thì mình sẽ dùng một cái cành hoa gọi là một bông thôi nha các bạn, đừng bỏ những cái búp này luôn. Các bạn chỉ dùng một cái bông hoa này thôi, và các bạn cắm ngay cái cành của nó nhất nè, các bạn cắm xuống cho nó ngay phần phần hở này, nó cắm chặt tay xuống. Rồi tiếp theo cành thứ hai thì các bạn cũng dùng một cái bông hoa như cành thứ nhất. Cái bông hoa thứ hai thì mình sẽ cắm thấp hơn cái bông hoa thứ nhất nha các bạn. Về phía bên phải và thấp hơn bông hoa thứ nhất. Tiếp theo cái bông thứ ba thì mình cũng sẽ cắm là thấp hơn cái bông thứ hai, thì các bạn cắm về phía bên tay trái một tí. Đây các bạn đo nha. Rồi. Tiếp theo cành hoa thứ tư thì nói chung lượng, các bạn lưu ý là cắm những cái bình hoa này nè thì mình chỉ dùng một cái bông hoa thôi, mình không có dùng một cành nhiều bông hoa. Rồi tiếp theo cái cành thứ năm thì các bạn cắm nó ngang ngang với lại cái cành thứ tư. Rồi tiếp theo cành thứ sáu, thứ bảy thì các bạn có lựa được những hai cái cành hoa mà nó dính nhau như thế này thì càng tốt, còn không thì các bạn cắt ra rồi mình sẽ ướm lại cho nó nằm xuống cành phía thứ năm, thứ năm một tí, để lại búp luôn cho nó đẹp nha các bạn. Rồi mình sẽ gắn vào đây nha. Khi gắn thì các bạn chỉnh lại một xíu để cho cái hoa của chúng ta nó nằm theo như ý muốn. Cái này hình như nó hơi cao rồi, mình cắt lại tí nữa. Cái cành tiếp theo nữa thì các bạn sẽ cắm thấp hơn, từ 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 là chúng ta sẽ cắm lại về phía của cái lá rũ này.
lại về phía xuống dưới một xíu nha. Sau khi cắm những cái cành hoa như vậy rồi thì những cái chỗ này là các bạn có thể chêm thêm những cái búp bông nhìn cho nó hài hòa hơn. Sau khi đã cắm những cái cành hoa cẩm chướng của chúng ta xong rồi thì phần lá này nè, các bạn có thể chêm thêm một vài cái lá nhỏ nữa. Ở đây mình sẽ chêm cái lá khắc tài nhỏ để cho cái lá, những cái lá dài của chúng ta nó được nằm xuống nha. Đây các bạn bình mà các bạn chêm. Đó, nó sẽ nằm xuống vậy, nhìn cái lá kia nó sẽ có độ rũ hơn. Và các bạn cũng có thể chêm thêm ở dưới đây vài cái hoa còn dư, ví dụ như là những cái cành hoa nhỏ nhỏ còn dư này nè các bạn nè, thì các bạn có thể cắt khúc
là các bạn chêm vào những cái góc ha, cho cái hoa chúng mình, hoa chúng ta nhìn nó được vẻ đầy hơn. Vậy là cái bình hoa cẩm chướng của chúng ta đã xong rồi đó các bạn, rất là đơn giản luôn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Chúc các bạn thành công.